Em Thú Auro Sài Gòn hiện kính chào anh em. Trước mặt anh em là một chiếc Amly đầu gấu, nói chung là nó là một cái dòng rất là lớn và đầu bảng của hãng Kenwood ha. Đây cái dòng Hi-Fi của hãng Kenwood, thì đối với nó là tiền thân của Acophay, thì có thể nhiều anh em chưa biết thì nó là Geo và Kenwood và Acophay nó là chung một cái nguồn gốc, và sau này Acophay tách ra là làm những đồ cao cấp thì nó có thương hiệu là Acophay ha. Đấy, còn không cho anh em thấy những dòng Builder thì có những dòng LXC cũng vậy, nó cũng tách ra làm đồ cao cấp. Đây là chiếc Kenwood, do hãng Kenwood sản xuất, thì đây là cái dòng cực kỳ cao cấp. Anh em thấy hình thức bên ngoài thì nó rất là to và rất là gấu ha. Cực to và gấu, thì em để trên cái kệ giày để quay tới luôn cho anh em dễ xem, thì anh em nhìn có thể hình thức nó hơi nhỏ chứ anh em nhìn bên ngoài nó rất là to và hậu cực sâu, và độ gấu của nó là khỏi phải bàn luôn. Thì về phần thông số của chiếc Amly Kenwood thì nó gô đen nè, LA1 ha, thì được hãng Kenwood sản xuất vào năm 1993. Thì chiếc này em về hiện trạng rất là đẹp và có cả khiển xin, anh em nhìn thấy cái khiển nó giống của Acophay không? Thiết kế thì anh em họ hàng với nhau. Vậy này em báo về phần kích thước trước cho anh em ha. Thì đối với chiếc Amly này có kích thước ngang qua là 47.6, gần như 48 ha, gần như 48, và cao lên là 16.5, cao lên 16.5 ha, và hậu sâu vào là 47 ha, hậu cực kỳ sâu luôn, sâu tới 47 cm, và nặng là 27,6 kg, thì em làm tròn là 28 kg ha. Và nó có công suất tiêu thụ điện là 280W và điện tiêu thụ và sử dụng điện 100V ha, và công suất thực tế để cho ra lo để anh em chơi là ở, nếu mà ở 8 ohm thì anh cho ra là 100W ở mỗi một kênh 8 ohm. Và đối với 6 ohm thì 140W, và đối với 4 ohm thì nó là 180W cho mỗi một kênh 4 ohm. Thì thôi, chiếc Amly thiết kế thì cực kỳ đơn giản và một cái form rất là hiện đại ha. Thì phía trước chỉ có hai nút chính nè, một volume tổng, còn cái nút selector chuyển kênh, nút power nguồn, nút tắt cầu lo, mutin và ngõ của mâm than ha, và ngõ rít ao. Rồi thì về phần thiết kế thì thiết kế với mặt phay nhôm hơi vàng xước ha, hơi vàng chứ không phải là màu trắng, cũng không phải là màu vàng quá đậm ha, nó hơi vàng nhẹ. Đây lần cái thứ phần mặt mũi anh em xem nè, thiết kế mặt trước rất là keng, siêu đẹp luôn ha. Nó có một điểm trừ cực nhỏ, đem quay rất là kỹ để là coi anh em thấy không ha. Đây thì cái model đó là LA1, đấy anh vắt phía trên nè, đây nó có cờ vết lông mèo xíu ở đây nè, nó rất là khó thấy ha. Đây đó, phía này một xíu nữa, nhưng mà cái này là cực kỳ có thấy luôn rồi ha. Sao kỹ dữ lắm mới thấy, còn em để như vậy anh em nhìn nha, anh em mà nhìn bên ngoài cũng không thấy nữa, từ khi mà vô nha anh em lấy cái đèn rọi vô hay là soi các kiểu thì mới thấy được hai cái vết em vừa chỉ ha. Thì em cũng chỉ rõ luôn cho anh em, vậy anh em dễ làm việc ha. Rồi thì hình thức như vậy, đây hai phần má gỗ bóng Uno không ác rồi, rất là cao cấp luôn, cực đẹp, hậu sâu tới 47 ha. Đây phía này cũng vậy nè, bóng là sâu gương được luôn. Đây phần nắp trên thì đẹp tuyệt vời luôn, nắp trên là nút trơn riêng hết anh em ha. Thì ở đây phía sau có ba ngóc mà em đã mở ra sẵn rồi, xíu em sẽ mở phần nắp lên anh em xem phần nội thất luôn. Đây là phần phía sau, đây dây nguồn riêng có chữ Kenwood nè ha. Thì cầu loa chúng ta xài mỗi chim và bắp chuối đều được. Đây về phần thông số nè, sử dụng điện 100V, công suất là 280W, main xa băng. Thì đời những đời này cao cấp rồi, sử dụng ba lăng nè ha, và số ri nè 0041. Đây là tất cả các đường vào ha, và có ngõ phono ha. Đây tất cả các đường vào anh em, vàng ống hết ha, đời chạm lớn. Đây, thành vách phía trên nè, thành vách phía trên đẹp ha, nó cũng có một cái vết lông mèo cực nhẹ nè đó.
nhưng mà không không có đáng kể để xử lý anh em ha. Để nguyên bản này kiểu là em soi dữ lắm rồi mới thấy rồi để chỉ cho anh em thôi, chứ còn anh em nhìn bên ngoài thì cũng cũng khó mà phát hiện, khó mà thấy lắm. Rồi anh em ha, rồi phần hình thức bên ngoài vậy là xong rồi, em sẽ mở phần nội thất ha. Dạ đây, đây là phần nội thất của chiếc Ly Kenwood LA1. Thì phần nắp em đã mở bỏ phía bên đây, anh em nhìn tổng thể này, nó xoay ngang qua là 48, anh em thấy cái nội thất cực kỳ khủng khiếp luôn, và hậu sâu là 47, anh em thấy nguyên nội thất tràn ngập một chiếc máy luôn. Thì để sử một cái một thân phô xuyến lớn nè, và hai tủ lục nguồn rất là lớn này, em bật cái đèn lên anh em xem. Tủ lục nguồn ENA ha, 18.000 UF trên mỗi một tủ đấy. Thì mỗi quế này nó đánh 8 sò than lớn nè, đây quay tổng thể từ trên cho anh em xem. Cực kỳ sạch sẽ và rất là đẹp luôn. Thì mỗi quế này nó đánh 8 sò than lớn. Đây là sò than lớn anh em thường hay thấy trong những cái chiếc âm ly mà của Lutman hay dùng á. D117 và B1162. Thì mỗi quế là 4 con, bên đây 4 con là 8 con. Đấy, hai quế vậy là 16 con. Và bo mạch, những cái bo mạch chỉ đứng rất là nhiều. Thì những cái dòng thế hệ mới này đều thiết kế những bo mạch màu xanh hết. Rồi, phía này 8 con nữa nè. Đấy, D117 và B1662, 1162. Và đây là cách bo nguồn. Anh em nhìn tổng thể thì nó là toàn bộ là những vỉ đứng không ha. Đây. Vỉ đứng bo linh kiện rất nhiều. Phía đây trong đây một bo nè. Đây bo đầu đầu ra nè. Đấy. Tổng thể thì nhìn rất là gọn gàng ha, cực kỳ gọn gàng luôn. Đây cái bo qua này là cái bo mạch EW nè, của từng ghế nè, cực kỳ đẹp luôn. Và đặc biệt chiếc này thì ở thị trường Việt Nam ta cực kỳ hiếm, thì đa phần những chiếc này bên Nhật mấy anh còn dùng nhiều, với bên Tây cũng ta cũng săn đón những cái chiếc Amply gọi là rất là cao cấp của hãng Kenwood này, tiếng là cực kỳ hay, vượt xa cái tầm tiền rồi. Do thương hiệu thôi, thì anh em nhìn nó thiết kế y xì so với hãng Acuphase, thì nó là chung một dòng họ ha. Nội thất quá gọn luôn. Rồi thì chiếc ly này này, ở nếu mà nói về thị trường Việt Nam chúng ta thì sở hữu thì chắc được vài con thôi. Thì lúc trước em cũng đã bán một hai con, và có cả CD nữa. Một CD nó rất là khủng, cũng cái size như thế này, CD nó thì nó mắc hơn cái Amply luôn. Đấy. Rồi thì về giá ha, về giá chiếc Amply Kenwood LA1 cực đẹp, và nó cực đẹp ha. Ngoại trừ hai cái điểm giá thì 23.500 anh em ha, 23.500. Thì lúc trước do đợt này kinh tế khó khăn rồi, do đợt này em cũng canh giá mua hợp lý hơn một xíu ha, 23.500 bao gồm kiển zin đúng đời ha, kiển zin đúng đời. Đây cái kiển anh em nhìn giống y chang Acuphase, không có khác gì hết. Anh em nhìn sơ bỏ chữ này, anh em nhìn y chang Acuphase ha. Thì đây tất cả các đường vào nè, linh 1, linh 2, ba lăng, tấp 1, tấp 2, power, mutin và volume lớn nhỏ. Rồi bây giờ em sẽ ráp lại và em gắn dây và em test ha. Dạ rồi, thì em đã gắn dây kết nối vào ha. Mở ra sử dụng remote, mở nguồn lên. Đấy, thì khi mở nguồn lên thì nó có xem một cái đèn nhấp nháy ha, khi là đèn nó đóng thì nó sẽ tắt đi, và có một cái đèn rọi ha, một đèn rọi ở giữa để chúng ta xem ở mức volume. Và đây tất cả các ngõ vào nè. Đấy. Ha. Uno và ngõ red out, mutin nè, ta tắt cầu lo nè. Đấy. Rồi thì tất cả các chức năng trên máy thì chúng ta có thể điều khiển trên chiếc remote này ha. Rồi thì em đang ở chế độ em đang ghim ngõ liên 2 ha. Đây là volume nè. Đấy. Rồi thì sẵn dây thì em gắn em test chung với cặp GL 4428 ha. Rồi mời anh em nghe một đoạn nhạc. Dạ rồi, thì em đã gắn dây kết nối vào, thì đây chúng ta sẽ mở nguồn bằng cái remote nè. Đấy, khi nó mở nguồn lên thì
nó sẽ hiển thị một cái đèn màu đỏ nhấp nháy nè, và một cái đèn báo nè, một cái đèn báo hiển thị volume, và đây tất cả nó vào đấy, red out nè, phono nè, và ngõ mutin nè, và anh ta tắt câu lo nè. Đấy thì hiển thị nó chỉ chức năng cơ bản như vậy thôi, thì tất cả trên remote nó đều thể hiện được hết ha. Rồi mời anh em nghe một đoạn nhạc thì sẵn cho em kết nối với chiếc cặp loa 4428 ha. Rồi mời anh em nghe đoạn nhạc. Chỉ 100W cho 80 mà anh em thấy đánh cái cặp 4428 căng đét luôn. Thì đối với những cái dòng thế hệ mới thì chất tiếng rất là hay và cực kỳ sạch sẽ và cái độ chi tiết rất là cao ha. Và rồi thì em cũng xin kết thúc clip và giá chiếc âm ly Kenwood LA1 rất là căng và chất âm tuyệt vời, vượt xa cái tầm giá rất là nhiều ha. Rồi em xin thúc clip và giá 23.500 thì chiếc Kenwood. Và rồi em xin kết chào anh em. Đấy, anh em thấy cái ngoại hình nó rất là sang trọng khi mà để lên kệ, rất là đã luôn, xây lớn ha, và thiết kế rất là gọn gàng. Rồi em xin kính chào.